với lại truyền hình nữa cha. Anh có vụ gì với lại truyền hình nữa. Chắc là sửa chữa có gì không? Sao quét kìa không? Anh gần chỗ sao quét để cho em xuống ha, rồi anh đi kiếm chỗ Bạc Kinh phải không? Ok, rồi bữa nay đi đón cô Tâm nha. Sao quét ha. Rồi. Lúc phim nữa làm phim. Bữa này đi Bạc Chơi mà em. Đi Bạc Chơi vậy mình đi arriving. Mình phải xuống dưới nữa nhớ không? Hồi đó mình đi phải xuống dưới nữa. Nhớ không? Xuống dưới. Ok, xuống dưới. Rồi nhích qua đi. Vô này đúng rồi đó em. Thì đó, vô. Rai bộ trời đất ơi, có chút xíu rồi. Nó che mẹ ơi, khổ quá. Nói tới cuối nó chảy nữa, đi bộ cũng được. Rồi, ok. À, xuống lấy đi anh. Tôi đón cô. Đón cô nha, đón cô Tâm nữa nha. Đó, đây nè. Giờ mình ra uống cà phê. Là đón cô Tâm đi, đón cô Tâm tới đây. Rồi cô Tâm đứng rồi, ủa gì? Rồi welcome tới đây. Rồi không bên đây tới sớm. Đến sớm hả? Hàng chi? Tới nãy giờ rồi. Không tới chừng xuống này hả? 20 phút hả? Ủa gì cô ở đâu? Thì nó mới đây 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 đây, bỏ này xuống dưới đây nữa anh, bỏ cây có gà ra không rồi vậy, nhà gà ra đâu để xe ngoài đâu dạ vậy hả? Rồi ghê con thôi, lên xe về nhà Dục dạ.